Hello, vâng, lại là Bình đây. Xin mời quý vị và các bạn quay trở lại video của Ngọc Bình trong ngày 16 tháng 12 năm 2021. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trên trang Yuskai Chanpot có đưa một bài viết rất là tuyệt vời. Đó là bài viết Yuskai Chanpot trên đỉnh cao của xu hướng kiến trúc sinh thái toàn cầu. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Ngọc Bình chúng ta tìm hiểu kỹ thông tin của bài viết này. Yuskai Chanpot trên đỉnh cao của xu hướng kiến trúc sinh thái toàn cầu. Đây là cái thông tin mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2021. Kiến trúc hiện đại đang phát triển như vũ bão. Các quá trình kinh tế và khí hậu toàn cầu đang thúc đẩy các kiến trúc sư và kỹ sư tìm kiếm các cái giải pháp mới cho các vấn đề về kiến trúc, kết cấu và thiết kế. Xã hội đang phát triển theo hướng các cam kết về môi trường. Các xu hướng trong kiến trúc hướng đến các công nghệ sử dụng mà con người sẽ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên. Expo 2020 Dubai cũng chứng minh cho những nỗ lực này một sự tôn vinh thực sự của sự đa dạng kiến trúc và tư tưởng kiến trúc tiên tiến. Ngay từ những ngày đầu thành lập, triển lãm Thế giới Expo đã biến thành một cuộc diễu hành của các kiến trúc nổi bật, với các gian hàng trở thành nơi trưng bày chính. Được thiết kế theo các quy định về công trình xanh, khu gian hàng UAE với hình dáng một chú chim ưng đang bay là điểm thu hút chính của Expo 2020. Khu gian hàng mô tả UAE như một trung tâm toàn cầu, trưng bày văn hóa và thành tựu của tiểu vương quốc, thể hiện mong muốn tạo ra của các lãnh đạo đất nước một xã hội hòa bình và tiến bộ với những kế hoạch đầy tham vọng cho tương lai. Singapore Pavilion không sử dụng năng lượng ròng là một khu rừng nhiệt đới được nuôi dưỡng bởi một hệ sinh thái tự duy trì. Gian hàng thể hiện mong muốn của Singapore trong việc ảnh hưởng đến sự nóng lên toàn cầu và trở thành một trong những nơi xanh nhất trên thế giới. Điểm đặc biệt của gian hàng là có khả năng tích hợp gọn gàng và cùng tồn tại giữa thiên nhiên và kiến trúc. Squid Pavilion tràn ngập hình ảnh của những cảnh quan tráng lệ, những dự án sáng tạo và những ý tưởng cho tương lai bền vững. Bên ngoài gian hàng là một khối lập phương với phần lõm ở mặt tiền được lót bằng một màn hình gương tương tác khổng lồ. Khu gian hàng giới thiệu các thế mạnh và năng lực của thụy sĩ trong giáo dục, nghiên cứu, đổi mới và kinh doanh. Gian hàng áo khuyến khích việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách chu đáo và tôn trọng, kêu gọi mọi người chú ý thiên nhiên và tìm kiếm những cơ hội mới để tiếp thêm năng lượng. Khu phức hợp hình nón cụt được làm từ đất sét và cát. Những vật liệu này sẽ không gây hại cho môi trường và trong tương lai, chúng có thể được trả lại tự nhiên. Kiến trúc của Zesman Pavilion, Campus Remaly, đại diện cho hình ảnh đương đại của đất nước. Gian hàng cung cấp thông tin về năng lực kỹ thuật, công nghiệp và văn hóa của bang và kết hợp giữa tính thân thiện với môi trường và hiệu quả công nghệ. Các màng thép ở chân đế và dưới mái nhà cung cấp ánh sáng tự nhiên thích hợp với các thời điểm khác nhau trong ngày, do đó tiết kiệm năng lượng. Cấu trúc đúc hãng táo. Cấu trúc đúc táo bạo của gian hàng Ả Rập Xê Út và hệ thống nghe nhìn rất tinh vi được tích hợp vào mặt tiền và sàn bên ngoài khiến nơi đây trở thành một địa danh sôi động và đáng nhớ. Thông qua cách tiếp cận tích hợp này, kết quả tổng thể là một dạng kiến trúc chức năng công nghệ cao và bền vững được hợp nhất với nội dung của nó, dành riêng cho các chủ đề về con người, thiên nhiên, di sản và cơ hội.
Lấy ví dụ về các gian hàng được giới thiệu tại Expo 2020 Dubai, có thể thấy rằng các quy trình diễn ra trong lĩnh vực kiến trúc và thiết kế là một phần xu hướng toàn cầu, gắn liền với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và mong muốn bảo tồn thiên nhiên của con người. Là một công ty tiến bộ, USKY Transport tuân theo các xu hướng toàn cầu trên toàn thế giới, bao gồm sự phát triển tích cực của phương thức vận tải bền vững và cơ sở hạ tầng mới, tức là các giải pháp độc đáo cho tính di động và kiến trúc sinh thái một cách tổng thể. Đây là cái bức ảnh về nhà ga hành khách USKY Transport của các kiến trúc sư USKY Chain Technology. Các dự án kiến trúc của các ga tạo thành khu phức hợp giao thông vận tải USKY được thực hiện bằng công nghệ tiên tiến của USKY. Nguyên tắc mô đun cho phép các nhà ga và thiết bị đầu cuối phù hợp một cách tự nhiên với cảnh quan xung quanh và nếu cần có thể mở rộng cơ sở hạ tầng mà không gây hại đến môi trường. Viện Khoa học Nga, USKY là hệ thống giao thông tiết kiệm chi phí nhất. Công nghệ và vận tải USKY là một trong những giải pháp hợp lý nhất và an toàn nhất cho việc vận chuyển hành khách hoặc hàng hóa. Điều này cũng được khẳng định trong kết luận của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga và được ký bởi Giám đốc Viện các vấn đề giao thông vận tải mang tên N.S. Solomensko, người lao động danh dự của khoa học Nga, tiến sĩ khoa học thuật, giáo sư Belyovi. Ý kiến của Viện Hàn Lâm Khoa học Nga nói rằng, việc phân tích dữ liệu được trình bày trong TAP 4.2 chứng minh rằng STU là hệ thống giao thông tiết kiệm chi phí nhất. Ví dụ so với máy bay thì đây là nó dịch hơi ngược quý vị ạ, tức là UST đấy. So với máy bay thì UST điện tốc độ cao liên tỉnh sẽ tiết kiệm chi phí 3,3 lần. Dẫn động diesel không dùng điện 3,3 x 90,5% trên 33,5% bằng 8,9 lần tiết kiệm chi phí. So với đường sắt tốc độ cao sẽ tiết kiệm chi phí 2,5 đến 3,1 lần và so với tàu tiêu thụ nhiều năng lượng hơn máy bay, rồi tiết kiệm chi phí 9,6 lần. Gắn trong các thành phố do tốc độ thấp sẽ xấp xỉ hiệu quả hơn 3,3 lần. Đây là những cái thông số so sánh với các ngành giao thông, các phương tiện giao thông truyền thống đấy. Và TAP 4.2 là cường độ năng lượng của hệ thống giao thông. Đây là kết quả của nhiều năm làm việc tính toán kéo dài, nhiều thử nghiệm và sửa đổi và kiểm tra các công nghệ trong các trung tâm kiểm tra và chứng nhận của chính chúng tôi được đặt ở các vùng khí hậu khác nhau, cho phép chúng tôi tính đến tất cả các sắc thái khi thực hiện các dự án thương mại ở các quốc gia khác nhau. Đó, rất là tuyệt vời phải không ạ? Và đây là chúng ta thấy những cái hình ảnh công nghệ USKY phù hợp với mọi địa hình, mọi thời tiết và phù hợp với tất cả ở các cái quốc gia. Vâng, quý vị và các bạn vừa cùng với Ngọc Bình, chúng ta vừa tìm hiểu cái thông tin mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2021. Trên trang uskytransport.com đã đưa một cái bài viết rất là hay. Đó là uskytransport trên đỉnh cao của xu hướng kiến trúc sinh thái toàn cầu. Rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video Ngọc Bình. Ngọc Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.